Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hóa ra người ấy của Thúy Ngân là sao nam Việt Bích, không phải Trương Thế Bình. Ở thời điểm hiện tại, Thúy Ngân đang là nữ diễn viên được chú ý nhất nhì Việt Bích vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất rất tự nhiên. Thế nhưng riêng chuyện tình cảm, cô nàng lại cực kỳ kín tiếng. Ấy thế mà mới đây, cư dân mạng đã bất ngờ soi ra bằng chứng cho thấy Thúy Ngân đang hẹn hò với Trương Phạm. Cụ thể, cách đây ít ngày, Thúy Ngân đã cố tình khoe một hộp quà cùng bó hoa siêu to khổng lồ kèm với dòng caption ngọt ngào cảm ơn ấy. Đáng chú ý, cô nàng cũng đã check in trong một không gian có sàn nhà màu xanh, cửa sổ và nhiều thanh xà ngang màu trắng. Trùng hợp thay, trước đó Trương Phạm cũng khoe ảnh xuất hiện ở nơi này, khiến netizen liên tục bàn tán và khẳng định Trương Phạm chính là người ấy của Thúy Ngân. Thế nhưng đây chỉ mới là bằng chứng ban đầu khiến cặp đôi rơi vào tầm ngắm, cần người trong cuộc lên tiếng nữa. Thúy Ngân và Trương Phạm có khoảng thời gian khá thân thiết khi quay chung một chương trình truyền hình thực tế, thế nên nảy sinh chút tình cảm trên tình bạn cũng là điều có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn tại Bắp Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.